đánh giá gì về trường hợp mà trọng tài đã rút thẻ cho Bùi Tiến Dũng thằng thứ hai nhưng cuối cùng lại rút lại? Thì các bạn biết rằng nếu quả đấy thì trọng tài có thể rút cả hai thẻ, cả hai, cả Zima hoặc là Bùi Tiến Dũng. Thì chắc chắn là cái tình huống đấy là Bùi Tiến Dũng mới bị thẻ vàng thứ hai và Zima là trả đũa. Nhưng mà trọng tài thì cái đấy là cái quyền quyết định của người ta. Trong cái con mắt của anh thì anh đánh giá như nào về cái tình huống của Bùi Tiến Dũng sau khi mà bị rút thẻ vàng lần thứ hai mà sau đấy được hủy? Tôi nghĩ đấy là trọng tài là phạt Rimario chứ không phải phạt Tiến Dũng. Phạt là phạt Tiến Dũng rồi, nhưng mà cái hành động của Rimario khi mà cái cùi tay vào người Tiến Dũng đấy là phạt Rimario chứ không phải phạt Tiến Dũng.